Mình là Meo và đây là chương trình Opera Talk. Chúng ta không cần giới thiệu quá nhiều về vị đội trưởng cũng là sáng lập viên của brand First VN. Đây là huyền thoại FPS của Việt Nam, anh Nguyễn Quốc Bảo. Và mọi người thường gọi anh với nickname là Bảo Lara. Xin chào anh ạ. Chào em và cũng xin chào khán giả và độc giả của Opera Talk. Gặt hái được rất là nhiều thành công với tựa game Counter-Strike thì anh cũng đã từng chơi thử qua rất là nhiều tựa game bắn súng trên nhiều nền tảng. Vậy thì anh đã từng thử qua những tựa game bắn súng trên di động chưa ạ? Nói chung là trước giờ mình là fan của game PC nên mình cũng chưa từng thử nhiều game bắn súng di động, cũng chỉ được hai chọn. Vừa rồi anh có trải nghiệm qua về tựa game cương khí tử thần online và đây cũng là một OMG FPS của nhà phát hành Soha Game chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam trong thời gian tới với tên gọi là Đặc Nhiệm. Thì anh có cảm nhận gì về tựa game? Nói chung là mình thì cũng đã chơi thử trên server Trung Quốc và mình thấy cái tựa game này nói chung là nó cũng hơi khác so với lại cái tựa game mà bắn súng trên PC. Ví dụ như là em ở Việt Nam hay chơi như là Counter-Strike 1.6 hay là Counter-Strike Global Fantasy hay là các tựa game nó là đình đám ở Việt Nam, ví dụ như là Đột Kích, ERA hay là SF này ngày xưa. Nhưng mà mình thấy cái game này nó mang cái dáng dấp như là cái game Doom hồi xưa các bạn, cái này 15-25 các bạn chơi trên cái nền PC ban đầu, hơi khá giống như là cái game mình. Vậy thì theo anh Bảo thì điểm hạn chế của một tựa game FPS trên di động là gì ạ? Thì theo mình thấy thì cái tựa game FPS trên di động á thì nó không có tập trung nhiều vào kỹ năng mà nó mang cái tính giải trí. Do vậy phần kỹ năng nói chung là rất là khó khăn để làm quen với bề trên di động như thế này, thì game thủ có thể thể hiện những kỹ năng headshot của mình mà tập trung thêm về tính năng giải trí nhiều. Ở bốn phần là đồ họa, âm thanh, cộng đồng và cách chơi thì anh thấy một tựa game FPS trên di động thì thu hút ở điểm Theo mình thì bốn yếu tố trên thì mình thấy cái game này có thể là hay nhất của nó là vấn đề về cộng đồng. Thì ngoài cái vấn đề là mình có thể chơi được PvE, PvP để mình có thể chơi những cái người nào log in vào server để chơi những cái các game cũ khác, thì đây là một cái điều rất là hay. Mình có thể rủ bạn bè nào mà sử dụng thiết bị mobile nhiều là mình chơi nó giải trí là tốt. Đó là cái ưu điểm của cái game này. Được biết thì Đặc Nhiệm là một OMG FPS mà sẽ hỗ trợ hình thức là thi đấu theo dạng eSports. Thì liệu anh và các đồng đội của mình được có thách thức game hay không? Theo mình thì một cái tựa game có thể gọi là eSports hay là được có thể được cộng đồng game thủ là ủng hộ, thì thứ nhất là nó phải có đầy đủ các tính năng là như là thi đấu game thủ chuyên nghiệp. Thì mình hy vọng là phát hành khi mà mang game này về, ngoài những cái chương trình thông thường hỗ trợ game thủ rồi phát hành game, thì nên tạo ra những cái giải đấu phục vụ người chơi, những giải đấu thường xuyên hàng năm hoặc giải đấu chuyên nghiệp gì đó, mang lại những cái sân chơi bổ ích cho game thủ và quan tâm tới những người chơi game. Thì hy vọng là cái game này sẽ trở thành cái game eSports trên di động đầu tiên. Vậy thì anh dự đoán về tựa game Đặc Nhiệm của nhà phát hành Soha Game sẽ khi mà ra mắt thì sẽ đủ thu hút các cộng đồng game thủ nói chung và cả những tín đồ FPS nói riêng không ạ? Theo mình nghĩ thì cái ngành giải trí bây giờ, ngành game bây giờ thì không chỉ bó gọn trong cái việc là PC hay là Xbox hay gì hết, mà nó có thể là càng ngày mà càng mở rộng ra trên nhiều cái thiết bị khác nhau, thì mobile cũng là một cái thiết bị như là rất là hứa hẹn. Smartphone hiện nay rất là bùng nổ. Do vậy thì mình nghĩ là một cái nhà hàng thành nào có định hướng đánh vào cái thị trường này, đó là một cái định hướng rất là đúng đắn và sẽ mang lại nhiều cái kênh giải trí và cái cách hỗ trợ cộng đồng tốt hơn. Thì chắc chắn là cộng đồng và cái game thủ chuyên nghiệp cũng như cái không chuyên họ cũng sẽ ủng hộ tùy thuộc vào những bước đi và cái kế hoạch đúng đắn không ạ? Cảm ơn anh Bảo Lara về buổi trò chuyện ngày hôm nay với Opera Talk. Và để cập nhật thêm những thông tin về tựa game Đặc Nhiệm của nhà phát hành Soha Game sắp tới thì các bạn hãy truy cập thường xuyên vào địa chỉ www.opera.vn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.